Rồi, chào tất cả các bạn thủ nha. Em quay trở lại video ngày hôm nay. Bây giờ hôm nay là ngày 15 tháng 11 nha. Bây giờ lên tổng cộng nha có là 22 mẫu cần và một số phụ kiện nha. Phụ kiện từ đây sẽ có cho mình là kìm nha. Đây kìm kẹp cá các leader. Một số thì có nhái nha em. Nhái Thái thì có một cặp và nhái lẻ cho mình nha. Đây, nhái rất là đẹp. Thì báo là tình trạng tất cả sản phẩm ở đây. Một số cần trước. ISO thì em sẽ có những dòng từ 1.8 nha. 1.8 từ khoen nhỏ, khoen lớn, có những dòng Shimano này, Ryobi. Tay trợ máy đây qua 6.3. Khoen lớn khoen nhỏ nha, độ cứng từ cứng 1 đến cứng 5, cần lọc cần xúc thì 3.9 nha, 3.6, 3.9, 4.05 đều có nha. Đây những dòng đây qua những dòng là len xúc này, Hipower nguyên hộp này, ba khúc thì đây sẽ có con xúc như này, dòng này thì 405 CST, lô thì có những dòng như là một khúc Ikeda nha, đây có một con cần Ikeda chất lượng graphic của đây qua 1.8 rất đẹp, một số lô thì lô máy đứng, đây thì có Ryobi này, khoen xích này. Đây qua AGS nha anh em, 87. Đây một con Ryobi, con này thì Lugan nhé, hơi thật được cứng nha, khoen lớn. Thì báo rõ tình trạng tất cả sản phẩm ở đây, anh em lưu ý xem kỹ video nha. Chốt đơn thì cứ liên hệ trực tiếp là Duy0923534779. Tất cả mặt hàng bên em đều ship có toàn quốc nha, là 30.000 một đơn. Anh em mua hàng thì cứ xem kỹ nha, tại vì em sẽ báo rõ tình trạng một số hàng thì em sẽ báo ship này kia. Và thì em sẽ lên kìm cho mình trước nha này. Kìm ở đây thì sẽ có cho mình là kìm gấp cá này, kẹp cá và cắt nha. Đây thì cũng có một vài kìm. Kìm này thì giá là 100.000 một cái, dài 16cm nha này. Đây, chúng hai kìm giống nhau thì em sẽ cho này một mẫu thôi. Kìm thì còn mới sử dụng qua nha này. Kìm này thì nó dài cho mình là 16cm nha. Đây, chiều dài 16cm. Mới sử dụng qua, nó sẽ có một cái bao vải này đựng kìm và một cái dây nha. Cái dây này thì em buộc nó khỏi bị rớt này kia này. Đây, kìm rất là ok nha. Tổng thể này hàng Nhật bãi. Đây. Cái kìm này thì chung là cái đây sẽ có cái chỗ để cắt á. Anh em mình cắt leader, cắt cước này kia. Còn trên này mình có thể kẹp cá nha. Rất là tiện, giá tốt thôi. Cái này 100.000 một cái nha. Anh em lấy từ 3 cái đổ lên sẽ bao ship nha. Đây. Nó sẽ kèm cho mình là hai cái dao. Đây. Hai cái dao như này. Một cái dao bên là một cái răng cưa, còn bên là cái dao là dao suốt nha. Dao này cực kỳ bén nha. Anh em lưu ý. Cực kỳ bén cho mình nha. Chung là rất là tiện lợi, cái dao dạng là dao đa năng. 100.000 một cái, lấy 3 cái miễn ship. Tổng thể thế này, có dây có kèm, có kìm đỡ nha này. Cái dao nó cực kỳ bén nha, anh em lưu ý mình tháo ra coi chừng đứt tay. Rồi kìm 100.000 một cái, lấy 3 cái miễn ship cho mình. Nhái thì đây sẽ có nhái Thái nha, nhái Thái thì đây sẽ có cho mình là 3 con lẻ. Đây con lẻ trước đi. Nhái này thì 30.000 một con nha em. Em xin lỗi nha, em nhầm, 70.000 một con. 70.000 một con nha. Cái nhái này thị trường nó bán là tầm khoảng từ 140 đến 150.000 một con. Thì sẽ bán rất là rẻ, nhà Thái này chỉ có là 70.000 một con thôi. Lấy 3 con miễn ship nha, đây thì có 3 size. Con nhái này thì nặng như là 7g nha, 7g. Chiều dài của nó là tầm khoảng 5cm. Thì nó sẽ có hai cái thề này, đây hai cái thề nha. Và nó còn có, nó sẽ còn bọc sẵn cái bình như luôn. Đây, 3 size nha. Thì 3 size này anh em thích thử inbox nha, em chụp hình gửi qua. 70.000 một con, 3 con miễn ship. Còn nhái mà nhái đôi á, nhái đôi ở đây thì nhái này có xong mà nít Amador nha này. Amador thì đây sẽ có 4 loại cho mình. Cái nhái này nó cứ tham khảo nha, giá thị trường từ 180 mấy ngàn đến 190 ngàn một cặp nha. Đây, cái này thì anh em cứ tham khảo giá thị trường. Cái này thì sẽ có cho mình là 4 mẫu nha. Thì em sẽ lên mẫu số 1 trước đây. Để nên mình dễ hình dung hơn. Thì nít này là nít nhái nhái Thái nha em, có dòng nít Amador. Cái này thì có hai một cái cặp như thế này là có hai size, một size 4cm và một size là 3.5cm. Nặng là 70g một con nha. Nó sẽ có hai cái thìa này. Đây một con sẽ có hai thìa. Đây nhái này nhái nổi nha em. Nhái nổi 7g. Thì bán lẻ cho mình là 150.000 một cặp nha em. Đây một bịch như thế này, một vỉ là 150.000. Hai vỉ miễn ship nha. Số 1 này. Số 2 nha. Đây, số 2. Số 3. Và số 4 cho mình nha. Tôi là có 4 size cho mình. 1, 2, 4. Inbox kỹ theo chụp hình em gửi qua kỹ hơn. 150.000 một vỉ, lấy hai vỉ miễn ship. Đối với cần thì ở đây sẽ có cho mình là 22 mẫu cần. Cần thì vẫn là ship code 30.000 một đơn. Mua hai cần nha, hoặc kèm phụ kiện em sẽ hỗ trợ tiền ship. Số 1 thì đây sẽ có một con ISO khoen lớn carbon, độ dài con này là 1.8 này. Có dòng Catshot này. Đây hàng Nhật nha, bãi cho mình. Con này thì khoen bát thường nha, 1.8. Con này thì khoen lớn. Ngọn 2.2 ly, độ cứng con này thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào cứng 3 cứng 4 tính theo ISO nha. Nó sẽ kèm cho mình là hai lóng thôi. Đây, cũng dạng cứng. Còn thì anh em câu gần nha. Cô ngâm cô đơn được này. Đây, tổng thể thế này. 1.8 cần carbon. Tay cầm căng mút bắt vặn và carbon cho mình luôn. Trọng lượng của cần chỉ có là 140g, mã số 1, giá 400.000. Cần carbon nha.
Mã số 2, một con cần ISO. Con này thì cần ISO khoen nhỏ của hãng Shimano. Tình trạng con này có xây xước nha, để mình giá tốt. Con này có dòng Shimano dòng carbon holiday, độ dài là 3m, độ cứng 2. Hàng Indo nha, xuất thị trường Nhật này, có mã code này và tem vàng đầy đủ. Cái gốc con này thì hơi xây xước nha, gốc có xây xước này. Đây, thế này. Dàn khoen này dàn khoen Fuji loại xứ đá xám. Con này thì khoen nhỏ nha, và cái đầu bu Fuji 3 chân. Đây, xứ xám cho mình. Ngọn là ngọn 1.2 ly, độ cứng 2 thì dạng cứng rồi, tầm khoảng 4H. Cái ngọn con này thì nó sẽ có 1, 2, 3 khoen chạy nha, là khoen Fuji xứ xám. Đây, phôi con này thì carbon xoắn vân. Tình trạng của nó thì nó sẽ có sức dăm sơ sơ theo cần nha. Đi kèm là 4 lóng cho mình ạ. 3m nha, 3m cứng 2. Trọng lượng con này thì cân được là 100g, mã số 2 nha. Giá 500 ngàn nha, 500. Có xây xước ở ngoài nha đây, có bị lóng trong ok hết. Số 3 thì một con cần ISO khoen nhỏ, con này của hãng Ryobi, còn rất đẹp nha. Của dòng là Fastaway, độ dài 5m4, độ cứng 1, phôi carbon xoắn hai da của Ryobi, hàng nội địa Nhật. Cứng 1 thích hợp mình câu cảm giác thôi. Đây, lóng đẹp nha. Khoen pad Fuji loại xi đá xám. Cứng 1 thì con này ngọn cần thì đo cho mình là ngọn 0.8 ly. Ngọn sẽ có 1 này, hai khoen chạy nha. Đây, tổng thể thế này. Phôi fit thì có rất là đẹp. Những cái dòng thì anh em biết này. Cái con này lúc trước á thì giá tầm khoảng 1 triệu 2 nha anh em, hạ tay xuống là không có bán nha. Bữa nay thì cho mình giá thành thì càng ngày nó sẽ thấp hơn, kinh tế khó khăn. Đây, con này thì anh em có tham khảo cực kỳ ngon nha. Cái dòng thì anh em có thể chuộng này. 5m4 cứng 1, trọng lượng con này là 190g, mã số 3, giá 600 ngàn. Mấy con này anh em hạ tay nha anh em. Mấy con này trước thì em hạ tay rất là nhiều, thì em vẫn hỗ trợ hạ cần tay cho mình nha. Số 4 một con cần ISO nha em. Đây con cần ISO khoen nhỏ. Con này thì của hãng Daiwa, dòng carbon wicker. Độ dài con này là 5m3, độ cứng 1 nha, cũng dạng cảm giác, hàng nội địa Nhật cho mình. Cái con này thì mức đắp đít nha này, đắp đít zin của nó mức nha, thì đã thay cho mình cái đắp đít chụp vào như thế này bằng cao su Daiwa. Bắt đầu bắt cập này Fuji Daiwa chính hãng, dạng khoen của mình là dạng khoen full sit. Phôi của con này là phôi hai carbon xoắn hai da nha. Độ cứng 1 thích hợp mình câu cảm giác thôi. Ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 1.2 ly. Ngọn sẽ có 1, 2 khuyên chạy nha, 3 khuyên chạy cho mình. Thì mấy cái lóng trên của nó này đều là carbon xoắn vân. Đây. Mấy cái chung là anh em xem không kịp á thì anh em cứ inbox nha, Zalo em sẽ chụp hình em gửi kỹ hơn. Còn mấy cái lóng dưới của nó là hai da đây. Carbon xoắn hai da nha. Tình trạng của này thì còn đẹp và mới. Thật hợp anh em mình câu cảm giác thôi. Cứng 1 5m3 đây qua. Trọng lượng con này là 170g, mã số 4, giá 900 nha anh em, là 900 ngàn nha. Mã số 5 thì sẽ có một con cần này, con này là dạng cần tay trợ máy của hãng Daiwa luôn. Con này thì dài như này. Con này thì có dòng Daiwa Carbon Quicker 6m3, độ cứng 2 nha, cứng 2 tầm khoảng 4H cần tay. Hàng nội địa Nhật nha, tem vàng đầy đủ này. Con này thì phôi hai da cực kỳ đẹp nha, tầm khoảng 4H cần tay. Khuyên D3 cũng cần là khuyên full xích. Thì mấy con này thì cần tay trợ máy á, thì tay ngọn nhỏ thôi. Đây, ngọn con này thì ngọn zin đeo cần, ngọn của đó là 0.5 ly. Đây, ngọn con này thì là ngọn đặt ngọn tháp nha. Đây, ngọn long phụng cho mình. Ngọn đặt ngọn tháp. Cái lóng 1 và lóng 2 trên này thì carbon xoắn vân này. Đây, cần còn mới nha. Còn tất cả các lóng còn lại của cần đều là carbon xoắn hai da toàn thân này. Đây, cực kỳ đẹp nha. 4H là anh em về hạ cần tay xuống á, làm cần tay mình đánh chép ao sông hồ dịch vụ được này. Cực kỳ ngon nha. Đây, cần còn mới tinh. Độ mới con này thì nó rơi cho mình tầm khoảng vào trên 95%. Bắt gặp Daiwa Fuji chính hãng cho mình. 4H nha em. Con này thì phôi tương đối dày nha em. Trọng lượng con này là 250g, mã số 5, giá 1.600.000. Đây, cực đẹp nha. Mới tinh. Mã số 6 thì đây sẽ có một con cần dạng ISO khoen lớn. Con này thì cho đây mình câu ngâm câu đơn được này. Con này thì cần carbon, độ dài con này là 3m nha em. 3m dạng ISO khoen lớn. Con này thì khoen pad của mình là khoen pad hãng nha. Đây có loại xứ xít cho mình. Con này thì ngọn nhỏ thôi. Ngọn con này thì đo cho mình tầm khoảng vào 1.2 ly. Ngọn sẽ có 1 này, 2 khuyên chạy nha. Nước sơn ở trên thì màu trắng, ở dưới thì màu đỏ nâu như này, đỏ thẫm nha. Con này thì độ cứng tầm khoảng độ cứng 2 thôi, trong 3m cứng 2. Nó không cứng lắm nha này. Khuyên lớn nhưng mà không cứng lắm nha. Lưu ý giùm em. Đây. Cần thì còn đẹp và sáng này. Đây thì nó có phủ là bóng 2K lên á thì lâu ngày nó sẽ có nổ lớp sơn như thế này. Cái này không ảnh hưởng đến phôi cho mình nha. Tay cầm cán bút bắt thường cho mình luôn, nắp chụp như thế này. 3m cứng tầm khoảng độ cứng 2, trọng lượng 240g, mã số 6, 500 ngàn ạ. Mã số 7. Số 7 thì một con cần, con này dạng cần súp. Con này thì của dòng là Suyumi nha nè. Đây cần súp này của hãng là Suyumi nha. Dòng là Power. Độ dài con này là 3m6. Hàng của mình là nội địa Nhật rồi. Đây có tem vàng đầy đủ này. Những cái dòng thì bắt đầu bắt gặp Fuji F7. Gắn máy lớn được. Dạng khoen Fuji, đây loại xi đá xám.
Ngọn con này thì đo cho mình á là ngọn 2 ly nha. Đây ngọn 2 ly. Độ cứng con này ra cho mình tầm khoảng từ 15 đến 20, tính theo cần xúc, cũng ngâm cô đơn được. Đây, phôi của mình là phôi carbon nha. Đây nước sơn màu bạc thế này. Đây, tổng thể nha. Cần thì còn ok hết nha, tình trạng có sức sơ sơ thôi. 3m6 cứng 15 đến 20, trọng lượng con này là 230 g, mã số 7, giá 600 ngàn. Mã số 8. Số 8 thì đây sẽ có một con cần dạng cần xúc luôn cho mình cùng ngâm cô đơn. Con này cần carbon nha anh em. Độ dài con này là 2m7 nha. Con này cứng tầm khoảng từ 15 đến 25 này, tầm khoảng 20 cho mình. Con này khoen bát của mình là khoen bát hạng nha. Đây khoen bát hạng 2m7. Con này ngọn lớn như này. Cái con này đủ nha, không hụt cho mình. Ngọn con này thì tầm khoảng 3.2 ly. Đây cái đầu bu sứ xám Fuji. Ngọn sẽ có một này và hai khoen chạy nha. Con này thì nó chỉ có là cái đầu bu Fuji và hai khoen chạy này á là khoen Fuji, còn hai khoen dưới này là khoen thường như này. Dưới của mình là khoen thường nha. Anh em lưu ý, nó sẽ kèm cho là ba lóng. Khoen đây ba con này là khoen chạy này. Đây. Khoen Fuji có lai khoen thường cho mình. 2m7 độ cứng tầm khoảng 20 tính theo cần xúc, tay cầm thì bằng cán mút. Trọng lượng con này chỉ có là 200 g, mã số 8, giá 400 ngàn. Mã số 9. Số 9 thì một con cần ISO khoen nhỏ. Con này thì cứng như này, cũng tương đối ok này. Con này thì độ dài cần là 5m4, độ cứng là 2.5. Hàng Korea xuất thị trường Nhật này, của dòng Super Carbon nha. Hàng made in Korea. Khoen pad Fuji loại xi đá xám. Con này hạ tay xuống thì rơi cho mình tầm khoảng trên 4h nha. Ngọn của đó là ngọn 1.5 ly, ngọn sẽ có 1 2 3 khoen chạy đây. Phôi cần là phôi carbon này, xoắn vân toàn thân. Đây, tổng thể thế này. Cần thì nó sẽ còn ok nè, nước sơn thì nó màu đen thế này. Đây. Đi kèm cho mình là 6 lóng nha. Mấy con này về hạ tay á tầm khoảng 5h. Mình đánh chép ao sum hồ dịch vụ thoải mái cho mình đây. Độ cứng là 2.5, độ dài là 25m4. Bắt đập bên gập Fuji F6, tay cầm được làm nhám. Gốc sẽ có dây buộc bảo hiểm thế này. Trọng lượng của cần thì cần được là 310 g, mã số 9, giá 650 nha anh em. Đây 650 ngàn. Tiếp theo mã số 10. Số 10 thì sẽ có một con cần ISO khoen lớn. Con này thì cứng như này. Con này ISO khoen lớn carbon nha. Độ dài là 5m4, độ cứng 5. Cứng 5 thì dạng cứng rồi, của dòng Ocean. Con này thì khoen của mình là khoen Fuji có lai khoen thường như này. Đây, cái này là khoen Fuji nha. Đây khoen Fuji có lai mấy khoen thường như mình đây. Tổng thể thế này. Ngọn con này thì đo cho mình á là ngọn 1.5 ly, độ cứng 5, ngọn sẽ có 1 này, 2 nha, khoen chạy. Phôi carbon xoắn vân. Con này hạ tay xuống thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào trên 6h này. Cứng nha, bạo lực cho mình. Đánh lục đồ cần đều được này. Cần carbon. Đây khoen pad Fuji có lai khoen thường. Đây có đóng semi chống nổi cho mình đầy đủ đây. Thì pad con này là pad vặn nha, pad thường cho mình. Anh em lưu ý con này bị bất đắc đích nha. Đây bất đắc đích cho mình. Cái này thì mình về mình tự chế lại nha. Trong này nó có sẽ có cái khoen thì nó sẽ không bị tuột đâu. Trọng lượng con này là 480 g, mã số 10, giá 600 ngàn ạ. Đi kèm 6 lóng nha, 5m4 cứng 5. Mã số 11. 11 thì đây sẽ có một con cần xúc nha. Con này cần xúc của hãng Ryobi. Độ dài con này là 3m9, độ cứng 20. Hàng Korea xuất thị trường Nhật nha, có dòng Carbon Master SS2. Bắt gập Fuji F7, dàn khoen của mình là dàn khoen Fuji nha, đây loại xi đá xám. Độ cứng 20 tầm khoảng FX, đánh đầu cần gần bờ, ngọn của mình là 2.2 ly, sẽ có 1, 2 khoen chạy như thế này. Đây phôi carbon nha, xoắn vân. Tình trạng của cần thì nó sẽ có sức dâm sơ sơ theo cần này, sức sơn thôi nha. Đây, sức sơn thôi, còn lại thì ok hết. Khoen con này là khoen Fuji xứ xám nha. Đây, nó sẽ có một cái khoen nó bị nứt chân, còn lại thì ok hết nha. Pad con này là pad gập Fuji F7, nắp chụp thì xoay bằng inox, Ryobi 3m9 cứng 20. Trọng lượng con này là 280 g, mã số 11, giá 650 nha. Đây khoen pad Fuji. Tiếp theo mã số 12. 12 thì sẽ có một con cần lục. Đây, con cần lục cần xúc như này, cầu ngâm cầu đơn, đánh lục đầu cần. Con này thì cần carbon, độ dài là 3m6, độ cứng là 25. Đây khoen pad các bạn là khoen pad Fuji ấy nha. Đây loại xi đá xám. Cứng 25 tầm khoảng EX, ngọn con này là ngọn 2.3 ly. Đây, ngọn sẽ có 1 này. Đây và 2 khuyên chạy nha. Tổng thể thì sẽ có sức dầm dầm theo cần thôi. Đánh lục đồ cần gần bờ. Đi kèm là 4 lóng nha này. Đây, 4 lóng nha. Cần thì nó sẽ còn ok hết này. Đây. 36, độ cứng là 25. Bắt gặp Fuji F7. Tổng thể thế này. Trọng lượng con này thì cân được cho mình á là 330 g, mã số 12 ạ. Giá 650 nha này. Đây 650 ngàn cho mình thôi. Ship có toàn quốc 30 ngàn một đơn. Nói chung nhận hàng nha, mình được kiểm tra rồi thanh toán tiền qua nhân viên giao hàng. Rồi tiếp theo thì đây sẽ có toàn cần lục luôn. Con này thì cần xúc, con này thì dài hơn như này. Con này thì 39 nha, đây cần xúc. Con này thì tình trạng của nó thì cái góc ngoài nó có xước như này. Đây, nó xước như thế này.
nó sức ngoài thôi, nói chung không ảnh hưởng đến phôi ở trong cho mình chắc chắn nha, để mình da tốt hơn. 39 thì khoen pad Fuji này, loại xịt đất xám. Thì con này thì cứng cấp tầm khoảng 25 thôi, ngọn cần thì là ngọn 2.5 ly. Đây khoen pad Fuji hết, ngọn sẽ có 1. Đây và hai khoen chạy nha. Tình trạng của nó thì nó sẽ khô xích dâm theo cần. Đánh lục độ cần và gần bờ, 39. Và hàng bãi thì là tức là hàng chỉ có xây xước này kia nha em. Tùy theo cần cần thủ trước có đánh á. Đây. Khoen pad thì khoen pad Fuji hết, khoen thì ok nha, không bị nứt chân. Pad con này là pad gập nha, Fuji F7 cho mình này. Đây. Gốc là xước thôi nha. Nắp chụp thì vẫn xoay bằng inox. Trọng lượng con này là 380g, mã số 13. Giá để cho mình giá tốt nha, 550 thôi. Mã số 14. 14 thì đây sẽ có một con cần lục, con này thì cần lục carbon của dòng Daiwa nha. Đây, Daiwa carbon nha. Của dòng mà súp Swin. Độ dài là 4m05, độ cứng là 30 nha. Đây con này độ cứng 30 là tương đối cứng nha, tầm khoảng CS. Cho nên đánh là đánh lục nha. Lục tầm khoảng từ 30 35 m độ lại là vừa. Hàng Korea xuất thị trường Nhật này, có mã code và tem vàng. Con này thì còn mới. Khoen pad là khoen pad Fuji, đây loại xịt đá xám. Phụ kiện thì sẽ có nắp chụp kèm. Thì tất cả những dòng mà cần súp hay cần ISO bên em sẽ có nắp chụp kèm cho hết nha. Thì độ cứng 30, con này ngọn 2.6 ly. Đây khoen Fuji xứ xám nha, có định vị như này. Nói chung là súp Swin này có định vị ở đây. Đây hai ngọn trên ngọn sẽ có hai khoen chạy và có định vị hết. Tình trạng con này thì còn mới cứng nha. Đây còn mới tinh này. Đây. Ok hết nha. Nó rơi cho mình tầm khoảng vào trên 9% á. Đây khoen pad Fuji. 4m05 độ cứng của mình là độ cứng 30 tầm khoảng vào CS cho mình ạ. Pad con này là pad gập nha, Fuji F7. Con này thì bên em vẫn hỗ trợ hạ pad xuống. Trọng lượng của cần thì cần được cho mình á là 390g, mã số là mã số 14 nha này. Giá là 1.600.000 nha. Đây 1.600.000. Mã số 15. 15 thì đây sẽ có một con cần lục của Daiwa luôn. Con này thì Daiwa có dòng len súp nha này. Cái dòng len súp này thì giá cực mắc nha, tầm khoảng 5 đến 6 triệu một cây, còn cần mới á. Con này thì hầu như là rất là mới này. Độ dài là 4m05, độ cứng 25, thiết lập đánh lục độ cần gần bờ, hàng China xuất Nhật nha, có mã code và tem vàng. Cái con len súp này thì anh em có tham khảo, giá từ 5 đến 6 triệu một con. Bắt gặp Fuji Stylus LS7, khoen của mình là khoen trắng ngọc trai nha. Phụ kiện thì nó sẽ có một cái nắp chụp zin theo cần như thế này. Đây. Khoen của mình là khoen trắng, khoen ngọc trai, độ cứng 25 tầm khoảng EX, thì ngọn con này đo cho mình là ngọn 2.2 ly. Đây khoen xích đấy nha. Ngọn sẽ có định vị này. Đây 1 và 2 định vị. Con này thì mới tầm 95% nha. Con này thì nó chỉ thiếu cho mình mỗi cái bao vải thôi. Còn cần thì còn mới và lăn mướt hết. Đây có định vị lóng, định vị khoen đầy đủ hết này. Đi kèm 4 lóng nha này. Đây kèm 4 lóng nha. Khoen trắng. Thì để cho mình giá rất là tốt nha. Pad có bài là pad gập này, Fuji Stylus LS7. Trọng lượng con này thì tương đối nhẹ nha, 335g, mã số 15. Giá 2 triệu thôi nha. Đây 2 triệu cho mình ạ. Mã số 16. 16 thì sẽ có một con cần lục của Shimano. Con này thì có dòng HiPower X405ST. Cần còn mới cứng nha này. Còn mới tinh cho mình đây. Nguyên hộp đầy đủ nha, full box. Đây. Con này thì chưa sử dụng qua cho mình luôn. Con số này. Rất đẹp như này. Cái dòng HiPower này thì là phôi hai da toàn thân. Đây, 405ST. Cái con này thì cái thông số của nó là nó có trên hộp á, mà nó bị xước cái miếng dán rồi thì nó sẽ còn cho mình là cứng này. 405 cứng tầm khoảng từ 20 đến 30, tầm khoảng vào 25, ngọn 2.4 ly, gốc 23.3 mm. Thì con này để em cân theo thực tế nhá. Đây sẽ phụ kiện sẽ có nắp chụp đầy đủ này, dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet, phôi hai da toàn thân này, ngọn 2.4 ly, carbon xoắn này. Con này chưa có lóng ngọn nha, lóng ngọn sẽ có 1 này và hai khoen chạy nha, là carbon xoắn vân. Còn những lóng còn lại là carbon xoắn hai da toàn thân hết này. Đây. Còn là thì nguyên bản nguyên zin như này, mới tinh, rơi cho mình tầm khoảng vào trên 95%, chưa sử dụng qua nha, theo thời gian thì có hơi cũ rồi. Thế là mình đánh lục độ cần hoặc cần bờ. Con này sẽ đo cho mình con số cụ thể. Con này thì cân được cho mình là 400g như này. Đây 400g HiPower X405ST. Đây nắp chụp thì con này bằng gỗ nha. Đây bằng gỗ xoáy vặn thế này. Và dạng như có lưới trọng cho mình á. Những cái dòng thì đều là hàng nội địa Nhật rồi. Đây, bắt gặp nha, Fuji F7, khoen xít 405ST, full box cho mình ạ. À. Mã số là mã số 16, 2.8 nha này. Đây 2.800.000. Đẹp nha. Mã số 17 thì sẽ có một con cần lục cho đánh xa bờ đây. Đây con cần lục 3 khúc nha. Con cần lục 3 khúc này thì của dòng là Shimano này, con này thì của dòng là Shimano dòng sub custom. Độ dài là 4m05, độ cứng là CST nha. Con này thì còn mới cứng.
trên 90%, thì phụ kiện của nó thì nó sẽ có một cái bao vải 3 ngăn của Shimano kèm này. Đây, cái dàn khoen con này là dàn khoen full sheet đấy nha này. Đây, dàn khoen các bạn là dàn khoen full sheet nha, phôi carbon xoắn này, hai da toàn thân từ gốc tới ngọn luôn. CST thì ngọn con này thì đo cho mình là ngọn 2.9 ly, gần 3 ly á, bóng semi chống nổ nha. Rồi xong Heat Power, phôi hai da toàn thân. Con này thì nó sẽ cứng tầm khoảng vào 33 tính theo cần rút, thích hợp anh em đánh lộc á, tầm khoảng từ 40-50 độ lại nha. Đây, bắt gặp Fuji, Heat Power, Shimano, cần thì còn mới cứng nha. Đây tổng thể thế này, mới tinh. Trọng lượng con này á thì cân được cho mình á thực tế nha là 470g, ngọn 2.9 ly, mã số 17, giá 4.500.000 nha em. Đây 4.500.000. Thì con này thì nó sẽ kèm cho mình là bốn khoen nha, hai khoen dưới của mình là khoen gập này, còn hai khoen trên là khoen chết nha. Đây ba chân. 4.500.000 cho mình ạ. Đây mới tinh nha. Inbox Zalo thì em chụp hình em gửi qua anh em tham khảo kỹ hơn ạ. 4.500.000, 405 CST, sức custom của Shimano. Tiếp theo thì ở đây sẽ có một con cần lua. Con này thì mã số 18, là một con cần lua một khúc như này. Đây, con cần lua một khúc khoen Sit Gold của hãng Ryobi này. Thì thông số này như sau, cần Ryobi một khúc, cần lua máy đứng. Thông số con này là 6.7 nha em. 6.7 thì là 2m01 cho mình nha. 2m01 tầm khoảng 2m đi. Thông số con này thì độ cứng L, thông số tại mồi từ 3-10g. Cái con này thì anh em mình lua, lua mấy con nhái này hợp lý này. 3-10g là tầm 7g này. Nhái 7g nha. Hàng có bên là Korea xuất thị trường Nhật, có mã code và tem vàng. Con này thì thích hợp lưu cảm giác thôi. Đây thông số tải cá nha này. Thì con này tải cá rồi cho mình tầm khoảng từ tầm khoảng 10 bao á, tầm khoảng 5kg cá cho mình nha. Và khoen các bạn là khoen Gold này. Đây khoen Gold của dòng Ryobi. L thì nó thuộc dạng cảm giác, anh em biết rồi, những cái dòng mà tầm khoảng vào cần lưu á, tem báo nha. UL là mềm nhất nha này, SUL mềm nhất đến L. UL xong tới L, ML, ML thì dạng cứng và vừa. Còn muốn bảo lực á, lấy từ MH đổ lên nha. Đây, cần thì còn đẹp và sáng cái này. Con này thì L một khúc thì nó bằng ML hai khúc, thì nó dạng cảm giác thôi. Tay cầm của mình thì nó bằng cán bần nha. Đây, cán bần, cán gỗ thế này. Parapet vặn Fuji Gold luôn. Độ dài là 2m nha, độ cứng L. Khoen Gold, hàng Korea, trọng lượng chỉ có là 110g, mã số 18, 1.200.000. Thì mấy con dài này bên đây vẫn tính ship là 30.000 một đơn hết nha. Mã 19 nè, 19 tại đây sẽ có một con cần Ikeda nha này. Chất liệu con này là chất liệu của nó là graphite đỏ nha, của đây qua. Độ dài là 1m8 nha, đi kèm một ngọn thôi. Đây. Con này thì tay cầm của nó thì được cuốn chỉ, bắt gập này. Cái ngọn con này thì là ngọn giấu trong thân cần nha. Đây. Ikeda thì chất liệu graphite để cho mình giá tốt thôi. Đây cái ngọn con này thì nó sẽ có cái nắp đít giữ lại nha. Cái khoen của nó thì là khoen trên này nha, là khoen Fuji này, đây khoen Fuji. Và cái khoen sát trên này là khoen Fuji nha, còn những khoen trên này thì là khoen nhôm rồi. Ikeda thì anh em biết rồi, ngọn nhỏ nha, tầm khoảng 0.5 ly, 1.8. Thế là mình câu bè graphite thì giá tốt hơn. Có này thì giá 300.000 nha nè. Carbon mấy con này tầm khoảng vào đây qua mấy con này carbon á thì giá tầm khoảng 8-900 cho mình, trong gấp 2 gấp 3 lần á. Đây tổng thể thế này. Giá 300.000 thôi, ngọn dấu thân cần, Ikeda chất liệu graphite đỏ 1.8. Giá tiếp theo giá 19, mã 19 nha nè. Rồi mã 20 thì đây sẽ có một con cần lưu hai khúc máy đứng. Con này thì cứng tầm khoảng ngọn UL nha. Con này thì của Ryobi. Dàn khoen của mình là dàn khoen full sheet hết nha. Đây khoen full sheet hai chân, ngọn nhỏ 1.8 ly, 1.8. Độ cứng con này rơi cho mình tầm khoảng vào UL như này. UL cho mình câu suối, câu bè, lưu mực đều được này. Cần thì còn mới. Tay cầm của nó thì bằng cán mút, nước sơn màu tím. Bắt vặn này Fuji nha. Đây tổng thể thế này, cần đẹp và sáng hết. 1.8 ngọn tầm khoảng UL, trọng lượng chỉ có là 90g, mã số 20, giá 700.000 ạ. Khoen xích đó nha, 700. Mã số 21 thì sẽ có một con cần lưu hai khúc máy đứng. Con này của Daiwa xong này dòng của Labat nha nè. Đây xong của Labat nha. Cái dòng này thì anh em biết rồi, cái dòng Labat AGS á. Con này thì thông số độ dài con này là 8.7 nha. Là 2.61, độ cứng là NML. NML thì nó sẽ dạng vừa. Đây. Con này thì hàng của mình là hàng China xuất thị trường Nhật này, có mã code và tem vàng hết, là bát. Thông số thì tải mồi từ 5-28g, tải cá từ 6-12L bao, hỗ trợ mình chơi PE 0.5-1.2 này. Con này cứng tầm khoảng M đối với những dòng thường như này, những dòng AGS thì nó sẽ cứng hơn. Con này thì giá thị trường của nó thì hiện tại nó sẽ còn bao vải như này, giá mới bên thị trường châu Âu và hàng Nhật á, thì nó tầm khoảng vào 8 triệu một cây. 8 triệu như này, để cho định cho mình giá tốt hơn. Ngọn tầm khoảng 1.8 ly, khoen xích nha. Đây khoen loại xích của dòng AGS. Cái riêng cái dàn khoen này không, giá thị trường nó đã
3 triệu mấy 4 triệu cho mình rồi. Đây, phôi carbon xoắn vân. Con này thì tình trạng của nó thì nó sẽ rơi cho mình tầm khoảng vào trên 90% nha anh em. Nó chỉ thiếu một cái bao vải thôi. Thì mấy con này thì mua cửa hàng thì đa số là hàng trưng bày á. Còn rất đẹp. Đây. Nó cứng tầm khoảng với M đối với những dòng mà nhầm cũ nha anh em. Những dòng Shimano hay đây qua dòng cũ cho mình, dòng Labat. Đây cần còn mới nha. Thì con này để cho mình giá tốt nha anh em. Giá con này là 4 triệu rưỡi nha, 4 triệu 500 ngàn, mã số 21. Trọng lượng 130g, 2m61, lưu lắc lưu chẽm, hai mình đi câu biển đâu được nha. AGS. Rồi cuối cùng thì sẽ có một con cần lô, con này cần lô hai khúc máy đứng, con này thì cứng như này, con này dạng bộ lực cho mình lưu gần đều được này. Con này thì là cần lô hai khúc của Ryobi, cái ngọn của nó thì zin nha, nó sẽ làm dài cái gốc. Cái này thì trước hàng về nhiều, mà trong mấy cái dòng là zin hết. Con này Ryobi mã số 22, độ dài con này là 2m4 như này, 8 feet độ cái ML. Con này cứng tầm khoảng và MH đối với những dòng cần lô bình thường như này, hàng Malaysia xuất thị trường Nhật. Đây có tem vàng này. Khoen của mình là khoen Fuji 3 chân, đây lọ xin lá xám. Khoen đề ba con này là khoen 40 nha, khoen lớn, ngọn 2.7 ly. Con này thì anh em mình lưu á, tầm khoảng 450g thoải mái nha. Lưu gần hay mình đi câu biển đâu được này. Tay cầm cán mút bát vặn Fuji DPS, mấy con này thì cực kỳ ngon. Nó được rất cứng như này, cứng carbon. Phôi dày nha, trọng lượng của nó là 200g, mã số 22, 1 triệu 200 ngàn ạ. Đây, 1 triệu 2 như này, khoen Fuji 3 chân xứ xám, khoen lớn ạ. Rồi tổng thể thì 22 mẫu cần và một số nhái kìm để em sẽ gửi cho mình. Anh em cứ ân mẫu nào comment mã số cộng số điện thoại nha. Chốt đơn cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại Zalo thì em sẽ hỗ trợ cho mình qua tin nhắn kỹ hơn. Rồi chúc tất cả anh em nha có một ngày cầu thật nhiều cá sức khỏe. Có xin được video cho em đã đăng ký bật thông báo. Bên em thì hàng hóa về nhiều cập nhật liên tục thì hầu như mỗi ngày em sẽ lên video để anh em mình vào mình tham khảo nhiều hơn. Rồi hẹn gặp lại lần sau, chúc tất cả anh em một ngày tốt lành ạ.